Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào các em học sinh. Trong video ngày hôm nay, các em hãy cùng cô tìm hiểu và giải bài tập lịch sử lớp 8, bài 13 với nội dung là Trung Quốc và Nhật Bản. Đối với câu hỏi mở đầu trang 56 sách giáo khoa lịch sử 8, vậy quá trình các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc diễn ra như thế nào? Nhật Bản đã làm gì để bảo vệ nền độc lập? Với câu hỏi này thì các em hãy vận dụng những kiến thức trong sách giáo khoa để khái quát những ý như sau. Vào thế kỷ 19 thì chế độ phong kiến Trung Quốc đang trong quá trình suy yếu và trở thành mục tiêu xâm lược của các nước đế quốc phương Tây. Sau chiến tranh thuốc phiện năm 1840 đến năm 1842, các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm Trung Quốc. Đến năm 1901, với điều ước Tân Sửu, Trung Quốc đã trở thành nước phong kiến nửa thuộc địa. Ở Nhật Bản, cuối thế kỷ 19, Thiên Hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu và giữ vững nền độc lập. Mời các em cùng bước vào phần một lớn tìm hiểu cụ thể về Trung Quốc. Câu hỏi trang 57 yêu cầu các em hãy đọc thông tin và quan sát hình 13.1 để mô tả lại quá trình các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc. Như vậy, chúng ta có thể khái quát về nguyên nhân thúc đẩy các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc là như sau. Từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, nền sản xuất của các nước phương Tây phát triển, đặt ra nhu cầu ngày càng lớn về nguyên liệu, nhân công, thị trường tiêu thụ. Do đó, các nước phương Tây tăng cường xâm chiếm thuộc địa và thị trường thế giới. Trung Quốc có tiềm năng về nguyên liệu thô, dân số đông, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Từ cuối thế kỷ 18, chính quyền phong kiến Mãn Thanh ở Trung Quốc lâm vào khủng hoảng suy yếu. Trung Quốc nhanh chóng trở thành đối tượng xâm lược của các nước đế quốc. Về quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc, lần lượt bắt đầu từ năm 1840 đến năm 1842, thì Anh gây chiến với Trung Quốc, thường được gọi là chiến tranh thuốc phiện, bị thất bại trong cuộc chiến tranh thuốc phiện. Triều đình Mãn Thanh buộc phải ký với Anh Hiệp ước Nam Kinh vào tháng 8 năm 1842 với các điều khoản nặng nề. Cuối thế kỷ 19, các nước đế quốc tăng cường xâm lược Trung Quốc, Đức xâm chiếm Sơn Đông, Anh xâm chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử, Pháp xâm chiếm Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Nhật Bản xâm chiếm vùng Đông Bắc và Phúc Kiến. Năm 1901, Triều Mãn Thanh phải ký Điều ước Tân Sửu. Với điều ước này, Trung Quốc trở thành nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa. Sang tới câu hỏi tiếp theo, trang 57, thì các em hãy đọc thông tin và quan sát các hình 13.2, 13.3, trình bày sơ lược về cách mạng Tân Hợi và cho biết vai trò của Tôn Trung Sơn, đồng thời nêu kết quả và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi. Hình 13.2 là hình ảnh về Tôn Trung Sơn. Đồng thời, sách giáo khoa cũng cung cấp cho chúng ta thông tin về Tôn Trung Sơn như sau. Tôn Trung Sơn thì là nhà chính trị, nhà tư tưởng nổi tiếng của Trung Quốc. Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, ông trở về nước năm 1911 và lãnh đạo cách mạng Tân Hợi. Sau khi vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức, Viên Thế Khải nhậm chức Tổng thống. Và hình 13.3 là sơ đồ sự kiện chính của cách mạng Tân Hợi. Vậy thì từ những thông tin trên, chúng ta có thể trình bày sơ lược về cách mạng Tân Hợi với nguyên nhân bùng nổ. Trong đó thì nguyên nhân sâu xa là như sau. Mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với đế quốc xâm lược và lực lượng phong kiến đầu hàng ngày càng sâu sắc. Nguyên nhân trực tiếp thì tháng 5 năm 1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh quốc hữu hóa đường sắt, nhưng thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc và bán rẻ quyền lợi dân tộc. Sự kiện này đã gây nên làn sóng căm phẫn công khai trong quần chúng. Năm 1911, Trung Quốc Đồng Minh Hội đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc tiến hành cách mạng Tân Hợi nhằm lật đổ triều đình Mãn Thanh, thiết lập chế độ Cộng Hòa. Về các sự kiện chính của cách mạng Tân Hợi phải kể đến ngày 10 tháng 10 năm 1911 thì cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Vũ Xương. Ngày 10 tháng 12 năm 1911, cách mạng thắng lợi ở Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, miền Bắc Trung Quốc. Ngày 1 tháng 1 năm 1912, chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân Quốc,
Tôn Trung Sơn được bầu làm đại tổng thống. Cho đến tháng 2 năm 1912 thì Viên Thế Khải lên thay Tôn Trung Sơn làm tổng thống. Cách mạng kết thúc. Về kết quả thì cách mạng Tân Hợi đã lật đổ chính quyền phong kiến Mạn Thanh, thiết lập chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Và về ý nghĩa thì cách mạng Tân Hợi đã mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc, ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Về hạn chế là cách mạng Tân Hợi không xóa bỏ triệt để giai cấp phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân và không chống lại được các nước đế quốc xâm lược. Và trong đó thì vai trò của Tôn Trung Sơn là người đề ra học thuyết tam dân, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, đồng thời là người sáng lập ra tổ chức Trung Quốc Đồng Minh Hội để tổ chức này lấy học thuyết tam dân làm cương lĩnh và cùng với Trung Quốc Đồng Minh Hội lãnh đạo cách mạng Tân Hợi lật đổ chính quyền Mạn Thanh, khai sinh ra Trung Hoa Dân Quốc. Sang tới phần 2 lớn thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về Nhật Bản. Câu hỏi trang 58 yêu cầu các em hãy đọc thông tin và quan sát hình 13.4 và 14. Bảng 13 nêu nội dung chính và ý nghĩa của lịch sử của cuộc duy tân minh trị ở Nhật Bản. Hình 13.4 mà chúng ta đang quan sát là hình ảnh về Nhật Hoàng Minh Trị và bảng 13 là nội dung của cuộc duy tân minh trị. Vậy thì từ những thông tin vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng về nguyên nhân thì cuối thế kỷ 19 các nước đế quốc phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Giống như nhiều nước châu Á khác, Nhật Bản đứng trước nguy cơ bị xâm lược. Sau khi lên ngôi, tháng 1 năm 1868, Nhật Hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu và giữ vững nền độc lập. Về nội dung cải cách thì cuộc duy tân minh trị được tiến hành trên nhiều lĩnh vực. Về chính trị thì thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, thành lập chính phủ mới, trong đó tầng lớp võ sĩ, đạo, samurai đóng vai trò quan trọng. Ban hành hiến pháp mới năm 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Về kinh tế, thi hành chính sách thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng như là đường xá, cầu cống. Về xã hội đã từng bước thay đổi và xóa bỏ chế độ nông nô, đồng thời bỏ chế độ thu tô lãnh địa và thay bằng chế độ lương bổng. Về giáo dục thì Nhật Bản thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật trong giảng dạy, cử học sinh giỏi đi học ở phương Tây. Về quân sự thì tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, chú trọng công nghiệp đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí, mời chuyên gia quân sự nước ngoài về huấn luyện. Ý nghĩa thì giúp cho Nhật Bản giữ được độc lập chủ quyền, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản, có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Về đặc điểm chính thì cuộc duy tân minh trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cải cách, canh tân đất nước. Câu hỏi tiếp theo trang 59 yêu cầu các em hãy dựa vào thông tin trong mục 2, trình bày những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Với bài tập này thì các em hãy đưa ra những nét khái quát như sau. Đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì chủ nghĩa đế quốc của Nhật Bản từng bước hình thành thể hiện rõ nét qua sự xuất hiện của các công ty độc quyền và sự xâm lược thuộc địa, bành trướng lãnh thổ. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng đã thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp, ngành đường sắt và hàng hải phát triển. Sự tập trung sản xuất dẫn đến xuất hiện nhiều công ty độc quyền có khả năng chi phối, lũng đoạn cả kinh tế và chính trị ở Nhật Bản. Sự phát triển về kinh tế đã tạo sức mạnh về quân sự, chính trị để giới cầm quyền Nhật Bản thực thi chính sách xâm lược thuộc địa, bành trướng lãnh thổ. Nhật Bản đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh và giành thắng lợi như chiến tranh xâm lược Đài Loan, chiến tranh Nga Nhật, chiến tranh Trung Nhật, thôn tính Triều Tiên. Các tập đoàn tư bản Nhật Bản tăng cường đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác tài nguyên và nhân lực. Mời các em cùng bước vào phần luyện tập vận dụng. Và với phần luyện tập 1 trang 59 thì các em hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện của duy tân minh trị ở Nhật Bản và cách mạng Tân Hợi Trung Quốc.
Sơ đồ 1 về cuộc duy tân minh trị thì các em có thể khái quát với những nét chính như sau. Trước hết về nguyên nhân thì có hai nguyên nhân chủ yếu là giữa thế kỷ 19 thì Nhật Bản lâm vào khủng hoảng suy yếu trên nhiều lĩnh vực và đồng thời thì Nhật Bản phải đối mặt với sự nhòm ngó, đe dọa của lực lượng thực dân phương Tây. Và cho đến năm 1868 thì Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách đất nước nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến, lạc hậu và giữ vững nền độc lập. Về nội dung của cuộc cải cách thì đây là một cuộc cải cách toàn diện trên các phương diện sau. Về chính trị thì thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, thành lập chính phủ mới, ban hành hiến pháp, lập chế độ quân chủ lập hiến. Về kinh tế thì thống nhất thị trường, tiền tệ, đơn vị đo lường, cho phép mua bán ruộng đất, phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải. Về xã hội thì xóa bỏ chế độ nông nô và bỏ chế độ thu tô lãnh địa. Đối với giáo dục thì giáo dục bắt buộc và chú trọng khoa học kỹ thuật, đồng thời cử học sinh giỏi đi du học ở các nước phương Tây. Về quân sự thì tổ chức huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây. Bên cạnh đấy thì cũng chú trọng công nghiệp đóng tàu và sản xuất vũ khí. Và kết quả ý nghĩa của cuộc duy tân minh trị đó là giúp cho Nhật Bản giữ vững được độc lập chủ quyền, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản. Và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Sơ đồ thứ hai mà các em có thể tham khảo đó là sơ đồ về cách mạng Tân Hợi. Diễn ra năm 1911. Về nguyên nhân thì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân sâu xa là mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với đế quốc xâm lược và lực lượng phong kiến đầu hàng. Về nguyên nhân trực tiếp là do nhà Thanh trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc và bán rẻ quyền lợi dân tộc. Và từ đấy thì lãnh đạo của cuộc cách mạng Tân Hợi là tổ chức Trung Quốc Đồng Minh Hội do Tôn Trung Sơn đứng đầu đã bùng nổ với các diễn biến như sau. Ngày 10 tháng 10 năm 1911, cách mạng bùng nổ và nhanh chóng thắng lợi ở Vũ Xương. Ngày 10 tháng 12 năm 1911, cách mạng thắng lợi ở Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, miền Bắc Trung Quốc. Ngày 1 tháng 1 năm 1912, Trung Hoa Dân Quốc được thành lập, Tôn Trung Sơn được bầu làm đại tổng thống. Tháng 2 năm 1912, Viên Thế Khải lên làm tổng thống, cách mạng kết thúc. Về kết quả và ý nghĩa, thì cách mạng Tân Hợi đã lật đổ chính quyền phong kiến Mãn Thanh, thiết lập chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc và ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc của một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng có nhiều điều hạn chế, trong đó thì có việc không xóa bỏ triệt để giai cấp phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân và không chống lại được các nước đế quốc xâm lược. Sang tới phần vận dụng 2 thì của cách mạng duy tân minh trị ở Nhật Bản đã để lại những bài học kinh nghiệm gì cho Việt Nam? Các em có thể tham khảo một số bài học kinh nghiệm mà chúng ta rút ra từ cuộc duy tân minh trị. Đó là muốn tồn tại và phát triển phải luôn có sự thay đổi để thích ứng với những chuyển biến mới của tình hình. Cải cách muốn thành công phải xây dựng được một nền tảng kinh tế, chính trị, xã hội vững chắc và đồng thời thì tiến hành cải cách phải tiến hành một cách toàn diện, trong đó chú trọng đến các vấn đề như đầu tư phát triển giáo dục con người để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Mặt khác, chú trọng việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và tiếp thu có chọn lọc cải biến những giá trị văn hóa, văn minh tiến bộ của thế giới cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Như vậy, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.